Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ bình an. Đây nó có bán một con công nọ nướng là mùa này là có rồi. Này tê áp nè, này tê áp ở bên kia này. Lafayette. Đi một vòng chảo hoa nha cả nhà. Bông này nó bán cho này cái chân tem này kia, này là bông cúc. Bán cho người ta đi thăm mộ đó. Dạ. Mà chào hoa BC. Bông đẹp. Mùa này nó chỉ bán đông bông thôi chứ không có bán cây trồng. Trồng mùa xuân mới bán cây trồng. Bông cúc bán quá trời, bán để cho ta đi thăm mã đó, sắp tới Halloween này nè. Trời, mắc lắm đó nha, một bình vậy là 15 euro đó. Cái chậu nhỏ nhỏ này là 5 ơ. Chậu đỏ này là 15 ơ luôn. Còn nguyên cái chậu lớn này là 30, 25. Trên đây là 28 ơ. Hello chị, khỏe không chị? đi chứ còn đứng ở quay phim thì chị hãy mua chị cả nhanh nhanh sớm chị. Ơi, chị đang nhìn hả? Ờ. Ông già chồng em nằm xa lắm chị, ở miền Bắc lận. Ông con nhà chị nằm ở bên kia và má chị ở bên phương kia. À, tại vì em mới đi hồi tháng 5 được rồi nè. Nhưng mà tay mùng 1 tháng 1 này là ngày 9. Dạ đúng rồi, tại vì xa lắm chị, ở dưới miền Bắc lận. Dạ, gần lắm chị. Mỗi lần đi là một ngày là đi khoảng mấy ngày trời mà tranh thủ để đi. Dạ. Đi xe ca. Dạ. Đây, chị mình giỏi nha. Nay là ngày mua bông đi thăm người mất cả nhà. Tranh thủ, chứ mình đây cũng gặp người Việt Nam nữa đó. Thỉnh thoảng cũng gặp người. Đây, chỗ này, bên đây nó bán bông đẹp quá nè. Nè bông Lệ ơn. Để mình mở ra cái tiệm mình bán tiệm đó. Rồi người Việt Nam tới mình biết thôi chứ mình cũng không biết. Không có cần tiền. Tới mua đồ rồi mình biết. Chứ mình cũng mới tới tỉnh này thôi, mới tới ở tỉnh này mới có 7 năm. Mới xuống tỉnh này 7 năm thôi. Đây toàn là bán bông để đi thăm mã thôi. Một bình này là 28 đồng mà 28 đồng mà 3 chậu. Nó còn là bán bông cúc không thôi. Này trời mới sáng dẫn cả nhà đi một vòng, ở đây có bán cái chuối nữa nè cả nhà. Cái chú đi trồng kiển. Trời bông hồng đẹp quá. Thank you.
nhiều bằng tay không làm thế nhỉ. Đẹp không? Thường ông này ông cũng bán đồ cây trồng hồ xương. Mà hôm nay ta lễ Halloween ông bán toàn cây đi cũng thăm mộ thôi. Quá trời luôn, đẹp cái nhà. Bên đây đi thăm mộ là những cái bông này là để đi thăm mộ đó, bông cúc này. Chứ không có để trên trong nhà nha cái nhà. Đi thăm mộ người mà đã mất đó. Cái nhà đi một vòng chợ Vin BZ nha. Hôm nay cũng có bán còn bán xà lách nữa nha. Đã có rau đắng nữa, cả nhà này là rau đắng rồi. Rau đắng của mình. Này là rau đắng. Bên đây ta trồng kiển, còn cây này sẽ giống cá mơ của người Việt Nam mình mà không biết phải không. Cái đây cũng là hết chợ rồi. Đây cũng bán hành nè, ngò rí nè. Này là con măng. Rau Việt Nam của mình. Này bán xà lách, xà lách gì trồng. Rồi ta bán cây dâu nữa. 7 đồng mà 5 cây cái nhà. 5 chậu như vậy. 7 euro mà 5 chậu. Này mình kiếm cây rau tầng dừa lá mà không có. Cái này mình tưởng không, nhưng mà không phải. Giống rau tầng dừa lá nhưng mà không phải. Quán cà phê buổi sáng ngày tôi ngồi cũng đông. Là cái chim đang làm, đang sửa chữa, đang xong vô, đang làm quán cà phê mình chỉ thấy cũng đông rồi. Mùa xuân nó bán nhiều lắm các nhà ơi, bán cây trồng nhiều lắm. Có quế, bán cây quế, rồi tô mát, nó bán những cây trồng đó, rồi cà tím. Nhiều lắm các nhà. Nó chỉ bán bông, bông cho người ta đi thăm mộ đó. Ừ. Bên đây là lễ Halloween. Đẹp không có nhà. Nó dạ, dạ. Xuống tới từ ác luôn. Và nhà hát có cái nhà ơi. Cả nhà ngắm bông một lần nữa nha, đẹp quá, đẹp luôn. Ừ.